Trong bài phát biểu vào ngày 17 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã giành lại chính quyền kiểm soát Klitschivka, một cô làng chiến lược của khu vực miền đông Donetsk. Theo hãng tin Reuters, trước đó cùng ngày, văn phòng của Tổng thống Ukraine đã cho đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp năm binh sĩ Kiev đang cầm quốc kỳ trước một nhà thờ ở trung tâm làng Klitschivka. Một đoạn video được công bố riêng rẽ cũng quay cảnh 6 binh sĩ Ukraine đang đứng trước nhà thờ và tuyên bố hoàn thành quá trình tái chiếm làng Klitschivka. Tiếng pháo nổ xuyên suốt đoạn video ngắn và các binh sĩ thừa nhận đối phương vẫn chưa từ bỏ nỗ lực dùng mọi biện pháp để tái chiếm làng. Đến nay, Nga chưa đưa ra phản ứng về thông tin này. Hãng Reuters xác nhận vị trí của đoạn video với các công trình kiến trúc và cây cối khớp với hình ảnh tư liệu về khu vực, nhưng chưa thể xác minh được ngày ghi hình. Khu vực phía Tây Nam Bakhmut đã trở thành tâm điểm cho chiến dịch phản công của Ukraine kể từ đầu tháng 6. Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ nêu bật bước tiến mới khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du sắp tới đến xứ sở cờ hoa để dự họp cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ủy ban châu EC ngày 17 tháng 9 đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính xây dựng sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này. Trong ngày hôm nay 18 tháng 9, Liên minh châu EU sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả các quốc gia thành viên quan tâm để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi chiến dịch quân sự của Nga năm 2022 đã làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của Kiev tới thị trường toàn cầu thông qua các cảng ở Biển Đen. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, nông dân Ukraine phải trông cậy vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt có dầu tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân, dẫn đến việc chính phủ các nước này cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 18 cho đến ngày 23 tháng 9, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức liên quan đến địa chính trị, kinh tế, nhân đạo và khí hậu. Hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới dự kiến đến với thành phố New York, Mỹ để dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc xung đột giữa Nga, Ukraine là một trong những tâm điểm của phiên thảo luận. Ngoài ra, một nội dung thảo luận đáng chú ý khác là chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững của nó. Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc khủng hoảng khí hậu, xung đột ở Ukraine, kinh tế toàn cầu mong manh và tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đã cản trở tiến trình hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững, được đề ra để giải quyết tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng và các vấn đề môi trường. Cũng trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, một loạt hội nghị sẽ diễn ra tập trung vào những ưu tiên của các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á, như sức khỏe, khí hậu, tài chính cho phát triển. Trong số này, một hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Vì những lý do khác nhau, lãnh đạo 4 trên 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp không tham dự sự kiện tại New York năm nay. Gần 500 người di cư đã được giải cứu khỏi những chiếc thuyền gặp nạn trên biển Địa Trung Hải trong bối cảnh làn sóng di cư từ Bắc Phi tới Italia gia tăng ở mức đáng báo động trong thời gian gần đây. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, trong số những người mới được giải cứu có tới hơn 200 trẻ em. Những người này được đưa tới các cảng chính của Italia. Theo thống kê, có tới 127.000 người di cư đến Italia trong năm nay, gần gấp đôi con số cùng kỳ năm ngoái. Tại đảo Lampedusa, số người di cư tới đây đã lên tới hàng nghìn người chỉ trong một tuần. Hiện số người di cư đã vượt qua con số cư dân của đảo. Sau chuyến thị sát tới đảo Lampedusa, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen đã công bố một kế hoạch nhằm hỗ trợ Italia đối phó với làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát. Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở Bangladesh đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2022 và số ca tử vong do căn bệnh này đã tăng gần gấp 3 lần. Toàn bộ hệ thống y tế Bangladesh đang phải chịu áp lực nặng nề trước sự gia tăng bất ngờ của virus sốt xuất huyết trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Y tế Bangladesh, tính đến ngày 15 tháng 9, nước này ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp dương tính với sốt xuất huyết và 790 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, nước này đã ghi nhận hơn 71.000 trường hợp dương tính với sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong một tháng kể từ năm 2000. Các chuyên gia nhận định,
Tốc độ lây lan nhanh của bệnh sốt xuất huyết một phần là do môi trường thay đổi tạo thuận lợi cho muỗi Aedes truyền virus sinh sản và phát triển nhanh chóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Bangladesh vào tháng 4. Dịch bệnh đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Bangladesh. Các ca mắc sốt xuất huyết đã bắt đầu giảm ở thủ đô Dhaka nhưng gia tăng ở các nơi khác tại nước này.